Hello các bạn nha, hôm nay thì mình cũng tiếp tục trở lại cửa hàng xe máy mới để cập nhật giá xe cận Tết nha các bạn ơi. Và hôm nay đồng hành với Trinh nè, chào em. Dạ, chào anh, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn đã click vào video này của Trinh ha. Và nói chung là cũng gần cuối năm rồi. Nếu mà anh chị em nào mà đang có nhu cầu mua xe thì nhanh chân lên cửa hàng gặp Trinh để mua xe nha. Tại vì mua xe trong thời điểm này thì có thể Trinh sẽ hỗ trợ làm biển số trước Tết âm cho mình để mình chạy cho an toàn ha. Và hiện tại ưu đãi ở trong tháng 12 này rất cực kỳ ưu đãi luôn. Là bình thường khi mà mấy anh chị em lên cửa hàng mua xe bảo có liên hệ trước với Trinh đó sẽ được hỗ trợ giảm 2 triệu đúng không? Nhưng mà riêng nếu mà mấy anh chị nào mà lên mua xe trong tháng 12 này là cuối năm á, tháng cuối năm á, tháng 12 dương lịch này ha, là trên xe hỗ trợ giảm 3 triệu luôn nha. Giảm 3 triệu trực tiếp giá xe luôn, là chỉ trong áp dụng trong tháng 12 này thôi nha. Cả nhà nhanh chân lên cửa hàng gặp Trinh để mua xe để được giá ưu đãi nhất ha. Và cái dòng xe mà Trinh quay đầu tiên đây chính là dòng Honda Sonic được nhập khẩu nguyên chiếc tiền đô ha. Và hiện tại dòng Honda Sonic giá lại giảm nữa nha cả nhà. Trinh báo một tin vui cho cả nhà nữa là giá hiện tại đang giảm ha. Giảm chắc tầm khoảng 500 ngàn một chiếc đó cả nhà. Thì giá hiện tại của dòng Sonic á là hiện tại bên Trinh đang bán ra với giá là từ 46 triệu 500 ngàn đồng thôi nha cả nhà, là giảm 500 ngàn một chiếc ha. Thì cái màu này là màu sơn 3D nha cả nhà, màu xanh này là xanh xanh xi măng. Bên Trinh đi với cái tem màu đỏ, với lại ở sau thì có thêm một đường viền màu vàng ở đây để tạo điểm nhấn. Nói chung là những tất cả các màu sơn 3D bên Trinh á thì sẽ được hỗ trợ đổi màu và sẽ bảo hành cho cả nhà luôn để cả nhà yên tâm chạy ha. Đây, bên Trinh chỉ úp lên màu sơn thôi, còn mâm là mâm zin ha. Và cái chiếc này thì bên Trinh hình như là chưa lên đồ kiểu ha. Bên Trinh vẫn có hỗ trợ khách hàng lên đồ kiểu theo nhu cầu ha. Đây cả nhà quan sát. Rồi, đây là màu xanh xi măng, màu sơn 3D ha. Và giá em báo là bao gồm màu sơn cho em. Nếu mà cả màu sơn luôn cộng vào giúp Trinh 2 triệu ha. Cả màu sơn cộng vào giúp Trinh 2 triệu. Thì là màu zin các bạn gấp xin này. Bản trắng đỏ racing hiện tại thì bên Trinh đang bán ra với giá là 46 triệu 500 nha mọi người. 46 triệu 500 ngàn đồng, rất là rẻ luôn nha cả nhà. Màu trắng đỏ đấy, phiên bản đặc biệt của Sonic. Bản này là bản nói là Honda Sonic hiện tại là rất là mềm các bạn ơi. Đúng rồi, giá rất mềm. Còn và những cái màu bên kia em? Đây, bên trên hiện tại thì đang còn một số màu nữa. Tuy là không có nhiều nhưng mà nói chung là cũng có để cho cả nhà lựa chọn ha. Và em đầu tiên là em đỏ candy. Ba cái màu chủ đạo mà đang hot đó chính là màu xanh xi măng, đỏ candy và màu xanh lục bảo. Thì ba màu đó thì bên Trinh lên liên tục luôn nha cả nhà. Đây, các bạn sẽ ra đỏ đen ha mọi người. Màu xe rất là đẹp luôn nha. Đây cả nhà quan sát ha. Rồi, tiếp theo là bản màu xanh. Xanh này kiểu như xanh lá cây đậm đó mọi người. Đó, các bạn sẽ ra xanh đen ha cả nhà. Chiếc này thì bên Trinh đi với cái mâm màu đen nha. Mâm đen cũng là mâm zin. Rồi. Những cái màu sơn ở đây cũng như là họa tiết trên xe, các bạn mà có ý tưởng nào độc lạ mới lạ hơn có thể inbox cho Trinh, Trinh sẽ lên theo yêu cầu các bạn luôn nha. Dạ đúng rồi, muốn lên như thế nào cứ inbox gửi mẫu qua Trinh nhé. Rồi, tiếp theo là bản màu xanh ha. Đây, màu xanh này thì tươi hơn nha mọi người. Xanh này tươi hơn, tem thì cũng khá là đơn giản, cái chữ Sonic trên đây. Bên mình hiện tại còn ship xe sao không em? Dạ có, bên em vẫn còn hỗ trợ ship xe nha mọi người. Mấy anh chị em nào mua tiền mặt nha, mua tiền mặt thì bên em sẽ hỗ trợ. Còn mua gốc thì phải lên cửa hàng làm hồ sơ đậu rồi bên em hỗ trợ ship về ha. Thì nói chung là chỉ cần đặt cọc bên trên tầm khoảng 4-5 triệu, 5 triệu, tầm khoảng ít nhất là 5 triệu thì Trinh sẽ hỗ trợ ship xe về tận nơi cả nhà luôn nhé. Rồi cứ kiểm tra xe kỹ, xe có vấn đề gì thì cứ trả về cho Trinh hoàn cọc nha. Rồi, đây, các bạn. Tiếp theo là bản màu xanh cốm ha mọi người. Bản này là cũng cho về sẽ ra là xanh đen luôn. Đó, tại vì ở tỉnh ấy là thường là không có màu sơn 3D, có xe nhưng mà không có màu sơn 3D. Với lại thường ở tỉnh ấy là giá xe nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đối với những đa số là những dòng xe nhập khẩu nó cao hơn rất là nhiều luôn. Và sẽ không có màu sơn 3D cho nên là mấy anh thường là sẽ nếu mà anh chị em nào tin tưởng thì đặt cọc trước là Trinh một ít rồi Trinh sẽ ship xe về nha. Yên tâm về cái vấn đề. Cũng như là các bạn anh chị mình nếu mà có quan tâm mà những mẫu xe bên đây á, các bạn cứ muốn đến cửa hàng thì cứ inbox cho Trinh sẽ gửi vị trí chính xác các bạn mà đi đến cửa hàng cho nó chính xác hơn ha. Dạ đúng rồi, dễ hơn. Rồi màu tím titan này mọi người, góp là sao em? Tím đen đó dòng xe này. Góp thì đối với dòng Sonic á, thì mấy anh chị chỉ cần chuẩn bị cho em tầm khoảng từ 7 triệu có căn cước công dân là được nha. Nếu như mà có điều kiện trả trước được 30% thì Trinh sẽ hỗ trợ nhận cà vạt góp và làm gói lãi suất ưu đãi luôn nha. Thì nói chung là gần cuối năm rồi chắc mấy anh chị cũng nhận tiền thưởng này kia rồi cũng có tiền ha, thì cố gắng trả trước được 30% thì sẽ nhận cà vạt góp luôn nha. Rồi tiếp theo thì Trinh sẽ quay thêm dòng xe con tay nhỏ gọn nữa, đó chính là dòng của xe của nhà Suzuki. Thì hiện tại thì bên Trinh đang có 3 mẫu là Raider, Sachia. Sachia thì có 2 mẫu nha, là Sachia chính hãng và Sachia tư nhân. Đó, đầu tiên là bản Raider nha mọi người. Raider thì hiện tại bên Trinh đang có 3 em đỏ candy ở đây. Đây. Hôm nay như là anh thấy cũng trống trống xe á nha. Đúng rồi, tại vì cuối năm rồi á.
cho nên là bên em bán xe nhiều, sơn lên không có kịp á cả nhà. Rồi tiếp theo là bảng màu rider của bảng bạc cam nha mọi người. Thì hiện tại thì rider giá nó rất là mềm, chỉ ở mức là từ 42.500.000 đồng thôi nha cả nhà. Đấy, đó, rất là mềm các bạn ơi. So với xe chia thì anh thấy là những cái máy với toàn bộ áo trên xe là y như xe chia đúng không em? Dạ đúng rồi, chỉ khác rider. Đúng rồi, chỉ khác cái tên gọi thôi. Đúng rồi, chỉ khác cái tên gọi. Các bạn mình muốn mà giống như xe chia mình có thể tích hợp cái xi nhan này vô nè, nó gọn vô y như xe chia luôn. Dạ đúng rồi. Xe chia thì sao em? Xe chia thì ở đây thì Trinh có xe chia tư nhân và xe chia chính hãng. Thì nếu mà xe chia tư nhân á, thì giá hiện tại đang dao động từ 46 triệu cho tới 48 triệu tùy theo phiên bản, tùy theo màu ha. Còn xe chia chính hãng thì giá đang dao động từ 43 triệu cho tới 45 triệu ha. Thì giá của nói chung là hiện tại nó rất là mềm. Đối với dòng con tay thì hiện tại giá chỉ từ 4x thôi thì ra rất là mềm luôn á cả nhà. Đó, đối với dòng xe chia và đã đưa á, thì mấy bạn mua gốc chỉ cần trả trước bên trên tầm khoảng từ 5 đến 7 triệu là được rồi ha. Nếu mà ra đưa thì 5 triệu, còn xe chia thì tầm khoảng 7 triệu nha. Đấy, các bạn cứ tham khảo màu nè. Dạ. Mình thích màu nào mình liên hệ cho Trinh ngay nha. Màu vàng này rất là đẹp nè các bạn. Dạ. Bên em thì sẽ lên một số phụ kiện cho xe. Và những cái món phụ kiện này á, bên em sẽ hỗ trợ giảm giá nếu mà có liên hệ đặt lịch trước với Trinh ha. Trinh sẽ giảm giá kèm theo xe mới luôn. Và đang có chương trình giảm 50% cái chống trộm này, định vị này, công tắc đèn này, của Nano này nha cả nhà. Những cái cần thiết để bảo vệ xe thì Trinh nghĩ là nên gắn thêm ha. Rồi ở đây thì Trinh có một vài màu thôi, màu vàng này, màu vàng của xe chia này ha, xe chia tư nhân ha, màu vàng tên báo đốm rất là đẹp. Rồi tiếp theo là xe chia chính hãng, màu xanh lục bảo. Và ở đây thì Trinh có đi với cái mâm 5 cây màu vàng đồng nữa. Đây mâm là mâm kiểu nha cả nhà. Đó, hôm nay thì còn số lượng phải nói là màu ít thôi các bạn ơi. Dạ. Nếu các bạn mà có ý tưởng mà những cái màu độc lạ nào mới mẻ hơn có thể inbox cho Trinh nha, Trinh sẽ lên theo ý tưởng các bạn luôn. Dạ, màu này màu xám xi măng em. Dạ đúng rồi, màu xám xi măng này cả nha. Đây, rất là đẹp. Đấy, mâm là mâm zin hả? Mâm đỏ nha. Mâm zin. Đó. Mấy chị em nào ở gần khu vực Bình Dương á thì inbox Zalo cho Trinh nha. Số điện thoại Trinh có ghi dưới màn hình, Trinh có sử dụng Zalo á. Thì Trinh sẽ gửi địa chỉ này với lại là cái vị trí chính xác cụ thể để mấy anh chị chạy qua cho dễ. Và có liên hệ trước thì Trinh sẽ hỗ trợ chi phí xăng xe lại này. Và đặc biệt Trinh nhắc lại là nếu mà anh chị mua xe trong tháng 12 này, Trinh sẽ ưu đãi hơn là sẽ giảm 3 triệu trực tiếp về giá xe luôn nha cả nhà. Thay vì là mỗi khi là 2 triệu thì Trinh sẽ giảm 3 triệu nếu như mà anh chị em mua xe trong tháng 12 này nha. Đấy. Và rồi, quan trọng là các bạn mình cần mua xe gì mới giảm như vậy? Dạ. Mua xe gì mình mới được giảm như vậy? Mua xe dòng xe nào em cũng giảm 3 triệu hết trong tháng 12 nha cả nhà. Nhanh chân lên cửa hàng, còn mấy ngày nữa là hết tháng rồi, qua năm mới rồi. Thì chẳng Trinh là tri ân khách hàng cuối năm á. Bên trên còn những mẫu xe Accenter nè, Winner nè. Các bạn không biết Rider xe chia thì có thể mua những mẫu xe khác nha. Dạ đúng rồi, Accenter, Winner thì bên trên còn có rất là nhiều mẫu đẹp. Thì clip sau Trinh sẽ quay cho cả nhà tham khảo ha. Đó, thì bên trên này bán trả góp tất cả các dòng xe. Và nói về cái số tiền trả góp thì chị trả trước tầm khoảng từ 3 triệu ha. Từ 3 triệu tùy theo từng dòng xe ha là được rồi. Và chỉ cần có căn cước công dân đủ 18 tuổi là được nha. Nhanh chân lên cửa hàng gặp Trinh để rước xe về đi chơi Tết nha. Tranh thủ mua sớm để Trinh hỗ trợ làm biển số sớm để mình đi cho nó an toàn ha. Cần Trinh hỗ trợ tư vấn gì cứ nhắn tin Zalo Trinh nha. Bye bye.